Đây là đường Tôn Thất Thuyết, quận 4. Và một buổi chiều cuối tuần. Cuối tuần bởi vì bây giờ là thứ bảy rồi. Và bây giờ là cũng đến với buổi chiều rồi. Nên cái gọi nó là cuối tuần đi ha. Chạy tao 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 tao. Đường 3 nè, 15 hiện vật, 15 tặng đợt. Tôi ta lên đi xe, qua đồ. Mà chiếc xe bị chẽn. Xe này mắc lắm luôn á, mấy tỷ á, phải gấp đầu. Toyota Land Rover